Hôm nay là thứ thứ ngày 14 tháng 6. Chủ nhật 4 cái mới đó nè. Kino để 3 cái vào đó tụi đó. Đâu đó? Đông Ôi. Kyu Tokaido nè, Shinagawa Jiku qua để Đông Ôi. Một chút đi cũng nè, à để 1 cái mà ta Đại Chi Kei Hin Quốc Đô 15 号 Đại Chi Kei Hin に合流してからまた旧道のね、旧東海道に。なって、蒲田の方に行くんだけど、まあこんな感じだね。30分ぐらいか、1日毎日10分前後やって30分で東大井、まだ品川区だしね。そんな感じでやっていきましょう。じゃあスタート。本題いっちゃいのみ、110ページからね。本題いっちゃい、今日は暑いですね。Mogo Goba 1. Hôm nay trời mưa. 2. Hôm nay trời có mưa không? 3. Hôm nay trời không mưa. 4. Hôm nay trời nóng. 5. Hôm nay trời có nóng không? 6. Hôm nay trời không nóng. 7. Tôi phải đi công tác. 8. Anh tình đánh tên với chị Hoa. Ví dụ 1, 2, 3. Hôm nay trời có mưa không? Có. Hôm nay trời có mưa không? Hôm nay trời không mưa. 4, 5, 6. Hôm nay trời có nóng không? Có. Hôm nay trời nóng. Không. Hôm nay trời không nóng. 7. Anh có phải đi công tác không? Có. Tôi có phải đi công tác. 8. Anh định đánh tennis với ai? Anh định đánh tennis với chị Hoa. Hồi đoạn. Chị Hoa, hôm nay trời nóng quá nhỉ? Vâng, hôm nay trời nóng quá. Của Hà Nội. Tháng nào? Tháng ở Hà Nội. Tháng 6 trời nóng nhất trong năm. Còn Tokyo thế nào? Tokyo. Tháng 8 trời nóng nhất. Chị Hoa, bây giờ là tháng 6. Nóng nhỉ? Trời đúng rồi. Anh Y Mai ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Chị chẳng một chút nhỉ? Chị chẳng một chút. Thôi xin. Điện thoại. À, hôm nay là ngày 15. Thế thì tối nay có tình huống sinh nhật của họ. Tôi phải đi du điện. Anh đi cùng với tôi nhé. Vâng, cảm ơn chị. Tôi rất vui được tham gia新しいことは。Từ mới. Bảy ngược. Câu lạc bộ tennis. Cho nên. Chờ. Có. Cô. Dạy. Đẹp. Đi công tác. Đi du tiền. Đúng rồi. Gió. Hà. Lạnh. Lô. Mát. Mây. Mưa. Mừng. Nào. Năm bao nhiêu? Năm nay. Nắm. Ngày bao nhiêu? Nhất. Nói. Nóng. Nột. Phải. Giáp bình được. Sinh nhật. Tham gia. Tháng mấy? Tháng này. Thế thì. Thổi. Thuế. Thước. Thứ. Thứ ba. Thứ mấy. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ tư. Thiệt. Tối nay. Trả. Trong năm. Trời. Tuyết. Với. Xin lỗi.
tài chính, tôi không thể ăn cơm được. Bữa hàng là thay đổi mất xem. Mẫu câu cơ bản. Ichi. Tôi có thể với được. Ni. Anh có thể với được không? Với được. Với được. San. Tôi không thể với được. Với được. Được. Yon. Anh ấy. Go. Tôi đang học. 6. Tôi nghĩ rằng Hà Nội là thành phố đẹp. 7. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến phòng tôi. 8. Anh cũng nào. Ví dụ. 1, 2, 3. Anh có thể với được không? Có. Tôi có thể với được. Không. Tôi không thể với được. 4. Anh ấy có cần gì không? Có. Anh ấy có cần gì không? 5. Anh có đau được không? Có. Tôi đau không? 6. Anh có nghĩ rằng Hà Nội là thành phố đẹp không? Có. Tôi nghĩ rằng Hà Nội thành phố đẹp. 7. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến phòng tôi. 8. Anh cứu nào? Hồi tuần. Chào anh Mai. Tôi là Mai, bác sĩ của bệnh viện Hà Nội. Xin chào bác sĩ Mai. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến phòng tôi. Vâng, anh không cảm giác. Cứu nào? Anh thấy như thế nào? Mỗi hôm nay tôi đau đầu. Đau học. Sốt. Sốt. Khổ cao không? Khổ cao không? Có. Sốt cao. Bà chính đu. Đúng. Có thể ăn được không? Không. Tôi không thể ăn cơm được. Không nữa. Tôi cho rằng anh đi cảm cảm. Ngày mai có phải? Không. Anh không cần đến. Anh cần buồn thuốc là nghỉ ngơi nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. 新しい言葉. Từ mới. An toàn. Bị cảm. Biết. Với. Vượt. Cao. Cần. Chân. Cho. Chữ hắn. Có. Có thể. Được. Cố gắng. Cứ. Đánh đặng. Đánh máy. Đau. Đồ. Đồ. Hát. Hiểu. Ho. Học. Hơn nữa. Kế hoạch. Khoảng. Không thể. Được. Lại. Lời. Lớn. Mấy hôm nay. Nằm. Nấu ăn. Nghỉ ngơi. Nghĩ. Ngoại ngữ. Nhạc chung. Như thế nào? Phát. Phức tạp. Piano. Quên. Dân. Dần. Rượu. Sốt. Tạp chí. Tay. Thấy. Thầy. Thế. Vấn đề. Việc. Xin. 今128ページまでだったね。ここなんでしょうか。いや、まあところどころね、ついていけないところやっぱりね、単語もなんとなく真似してるけど、あれだ、どういう文字面かね、イメージできない部分もあるんで、ちょっとこれは復習してみようね。はい、結局ちょっと。